Hơn 2 năm qua, cứ mỗi tháng một lần, các cháu nhỏ ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai trên địa bàn của Ngô Hải Sơn lại được thưởng thức một bữa ăn ngon từ những cô chú có tấm lòng thiện nguyện của khu quân dân chính chi bộ Bá Tùng, phường Hòa Quý, quận Ngô Hải Sơn. Hàng tháng, các cô các chú ở chi bộ Bá Tùng lại chọn một ngày chủ nhật để đi chợ, đích thân đến nấu ngay tại bếp nhà của trung tâm. Khi là cơm, bún, khi thì mì Quảng cho hơn 50 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây để các cháu được thưởng thức bữa ăn ngon, ấm cúng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thiện nguyện được chi bộ Bá Tùng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, bảo đảm dinh dưỡng cho các trẻ em mồ côi. Vận động hàng tháng là cứ mỗi tháng chú sẽ nấu cho các cháu đây một bữa cơm trưa, phục vụ cho 50 cháu để các cháu có đảm bảo sức khỏe đầy đủ để cùng với trung tâm để phấn đấu học tập. Bữa cơm từ thiện được duy trì thường xuyên 2 năm qua là nhờ sự đóng góp nhiệt tình của các anh chị em trong ban quân dân chính và các cán bộ viên chức nhà nước trong chi bộ Bá Tùng, hỗ trợ mỗi tháng từ 2.500.000 đồng trở lên để giúp bếp ăn nghĩa tình được tổ chức hàng tháng nhằm đem đến cho các em sự ấm cúng, một tinh thần yêu thương lan tỏa để các em hòa nhập với bạn bè, cộng đồng. Tụi con cảm thấy rất là vui khi mà được ăn cơm đầy đủ, có chất dinh dưỡng đầy đủ cho tụi con. Con thay mặt các em cảm ơn các cô, chú vì bữa ăn mang đến cho niềm vui cho tụi con. Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai hiện đang nuôi dưỡng gần 50 trẻ là các cháu mồ côi, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ. Thế nên, rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần để các cháu luôn cảm nhận được tình yêu thương, được nuôi dưỡng, trở thành người thiện lương với mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.